Vụ tranh chấp trên giữa hai nhà xảy ra khi có mâu thuẫn về việc nhà này lấn đất của nhà kia. Dù đã có phán quyết cũng như chính quyền xuống can thiệp, nhưng họ vẫn tiếp tục không nghe và tranh chấp tiếp. Thực tế bạn cũng biết hiện nay, giá trị đất là không hề nhỏ, dù cho là một mét vuông đất cũng là tiền nên ắt cũng sẽ có người nội lòng tham. Lấy tạm khu vực này và tôi sẽ cho bạn xem giá bán đất. Toàn là hàng tỷ đồng. Nếu muốn mua bạn có thể lên web này nhé. Thông tin rất chi tiết. Một cái khá hay là trên đây có thể xem được quy hoạch. Việc này thông thường bạn phải qua địa chính xem. Việc này có thể giúp bạn tìm được những miếng ngon, chẳng hạn như miếng này. Theo như hiện trạng bây giờ thì nó là đất trồng lúa nước, nhưng quy hoạch năm 2030 nó là đất thương mại. Như thế giá trị như nào bạn thừa biết. Nếu có ý định mua đất thì bạn nên vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.